Bấy giờ là vào khoảng thượng tuần tháng 4 năm 1975. Tôi ngồi trước bản đồ quân khu 4. Màu đỏ chỉ những vị trí của Việt Cộng, tạo thành một vòng đai bao quanh các thị trấn quân khu 4. Đúng theo nghị quyết số 14 của Trung ương Cục miền Nam, Cộng sản bỏ nông thôn để tiến về thành thị theo kế hoạch thanh toán toàn miền Nam. Màu xanh trên bản đồ chỉ những vị trí các đơn vị bạn được tái phối trí chặt chẽ hơn. Sư đoàn 21 bộ binh phụ trách việc bảo vệ vòng đai Alpha, từ phía Trung Bình Thủy tiếp nối liên tỉnh lộ Cần Thơ - Chương Thiện. Sư đoàn 9 chạy quân chấn giữ con lộ huyết mạch của quân khu 4 từ Pha Mỹ Thuận đến Ngã Ba Trung Lương. Sư đoàn 7 bộ binh, đơn vị lừng danh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng xóa sổ sư đoàn 5 và 9 cọc quân giữ ai đi đầu của quân khu 4, đóng vòng cung từ chợ Thầy Yên, Bến Tranh đến giáp danh tỉnh Long An. Trong thời gian này tại Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 quân khu 4 đã đặt nỗ lực vào việc xây cất các địa ốc thật kiên cố, chuẩn bị cho Bộ Tổng tham mưu và các đơn vị bạn khi cần có thể rút về dự tuyến cuối cùng bảo vệ đất nước. Tình hình chung lúc ấy là sau cuộc rút lui của quân khu 1, kế tiếp là quân khu 2, vòng đai của quân khu 3 bảo vệ thủ đô Sài Gòn dần dần bị thu hẹp. Vì những rối ren chính trị đương thời tại thủ đô, vì quân khu 3 thiếu yếu tố địa thế hiểm trở, chắc chắn việc tự thủ tại thủ đô sẽ gặp nhiều khó khăn, tổn thất cho quân lực và dân chúng. Tôi liên tưởng đến sự thành công của cuộc phòng thủ tại quân khu 4, mảnh đất cuối cùng của đất nước. Với vị trí thiên nhiên của sông Tiền Giang cắt ngang miền Nam, với địa thế sinh lầy của vùng Đồng Tháp, có thể giảm thiểu tốc độ chuyển quân của địch. Sự di chuyển của các chiến xa và trọng pháo của chúng cũng sẽ gặp nhiều trở ngại. Với sự tồn tại của toàn bộ các thị trấn chưa nơi nào lọt vào tay cộng quân, với các căn cứ không quân và hải quân vẫn còn nguyên vẹn, có thể sử dụng làm căn cứ cho các lực lượng liên hệ từ các quân khu khác rút về. Với 3 sư đoàn bộ binh, cộng thêm gần nửa triệu địa phương và nghĩa quân, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chống cự trong một thời gian, chờ cơn sốt chính trị gây rối loạn và hoang mang trong hàng ngũ đi qua. Chúng ta sẽ tìm thế phản công trong tương lai, chiếm lại phần đất nước đã bị mất. Tôi nghĩ đến tấm gương của nước người, nước Trung Hoa vĩ đại của Tưởng Giới Thạch, với hàng triệu binh sĩ đã không đánh mà tan, phải bỏ chạy trước đạo quân của Mao Trạch Đông. Đến khi tàn quân chạy ra Đài Loan, một mảnh đất nhỏ bé, họ tưởng đã tổ chức lại hàng ngũ, đẩy lui bao nhiêu cuộc tiến công của Cộng sản Trung Quốc, rồi tổ chức được một xã hội bền vững và phát triển. Tôi nghĩ lại nước Việt Nam thân yêu rồi sẽ đi về đâu. Tưởng Giới Thạch còn có Đài Loan, mình thì có gì? Phú Quốc, hòn đảo này quá nhỏ và gần đất liền, thật khó mà có thể bảo toàn được. Tôi nghĩ đến dải đất vùng biên giới Việt Miên, bao gồm các khu vực có dân hòa hảo sinh sống, có dãy Tất Sơn, có căn cứ an toàn, có 3-4 ngàn hang động hiểm trở, có thể lập thành những phòng tuyến kiên cố, chống giữ các cuộc tiến quân từ biên giới sang, thì việc phòng thủ quân khu 4 sẽ được bền lâu hơn. Tôi mang ý kiến ra bàn với vị tư lệnh quân đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, thì được sự tán thành của ông ngay. Khoảng trung tuần tháng 4 năm 1975, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam cùng tôi qua Mỹ Tho, họp với các tư lệnh sư đoàn và tỉnh trưởng miền Hậu Giang để thảo luận về kế hoạch ngăn chặn hoạt động của cộng quân gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh quân khu 4. Tướng Ngô Quang Trưởng từ Bộ Tổng tham mưu cũng xuống tham dự buổi họp này. Trong buổi họp, tôi có trình bày tường tận về nghị quyết tổng tấn công tổng khởi nghĩa để đi đến dứt điểm chiến trường của cộng quân. Một số sĩ quan tham dự buổi họp tỏ vẻ hoài nghi về khả năng của cộng quân có thể thực hiện được nghị quyết ấy ở miền Tây. Vì vào khoảng tháng 4, trong khi các vùng khác ta phải triệt thổi liên miên, thì riêng vùng 4 cho đến ngày cuối cùng vẫn giữ được toàn vẹn lãnh thổ. Đến ngày 27 tháng 4, để nhận định thêm tình hình, tôi qua thăm Bộ Chỉ huy Trung đoàn 12 thuộc Sư đoàn 7 đóng tại Tân Lý Tây, quận Bến Tranh. Tôi gặp Đại tá Đặng Phương Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12 để tìm hiểu thêm về tình hình trận chiến. Anh nhận định trung đoàn của anh đủ khả năng đối đầu với công trường 5 đang dàn quân trước trận tuyến. Anh đưa tôi đi xem chiến địa nơi vừa xảy ra giao tranh ngày hôm qua, xác địch còn nằm ngổn ngang trên bờ bụi, nhìn thành với dáng đi lầm lũi chắc nịch. Tôi cảm thấy anh là sĩ quan sẽ không bao giờ lùi bước trước cộng quân. Là một sĩ quan gốc thiếu sinh quân, tốt nghiệp khóa 16 và bị Đà Lạt, suốt thời gian trong quân ngũ anh luôn có mặt tại đơn vị chiến đấu và mới được thăng cấp đại tá vào mấy ngày hôm trước. Sau này tôi được biết Đặng Phương Thành đã lựa chọn tha tự sát chứ không đầu hàng địch quân. Thời gian lặng lẽ trôi, thời khắc bi thảm của đất nước cũng dần dần đến. Lúc đó vào khoảng tối ngày 28 tháng 4 năm 1975, tiếng nói của Thủ tướng Vũ Văn Mậu vang lên từ đài phát thanh Sài Gòn, yêu cầu toàn bộ tòa đại sứ Hoa Kỳ và cơ quan giao rút ra khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ đồng hồ.
Lời yêu cầu trên được lặp lại nhiều lần, như sảy vào tim ốc, như nổ trong lồng ngực. Thế là hết, họ đã âm mưu bỏ chúng ta thực sự rồi. Đêm đó và sáng ngày hôm sau, quang cảnh thị xã Cần Thơ trở nên nhộn nhịp hẳn. Các loại xe ba bánh chở đồ từ các cơ quan Mỹ chạy ngược xuôi. Những trực thăng Mỹ không ngừng lên xuống các tàu nhỏ nhưng nhiều mã lực của tòa lãnh sự quán rời bến trực chỉ hướng Đại Ngãi, đem theo toàn bộ người Mỹ và nhiều người Việt Nam làm việc cùng họ. Cảm nghĩ của tôi lúc đó là tôi không nuối tiếc về sự ra đi của người Mỹ, vì dù họ có ở lại cũng không đóng góp được gì cho công cuộc chống cộng của chúng ta. Nhưng sự ra đi của họ trong bối cảnh bây giờ đã trở thành một đòn căng não chí mạng, đánh vào tâm lý hoang mang của toàn thể nhân dân Việt Nam và làm suy yếu hẳn sự kháng cự cộng sản của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong trọn ngày 29 tháng 4, tôi có dịp gặp Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam nhiều lần, nhưng chỉ bàn qua về tình hình những gì có ảnh hưởng trực tiếp đến quân khu 4 mà thôi. Nhìn ông trầm tư nên tôi không nhắc gì nhiều đến chuyện thiết lập mặt khu, vì tôi biết ông cũng cảm thông với những gì tôi muốn nói. Sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 1975, không khí tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 có vẻ khẩn trương vì sự ra đi của một trưởng tướng và một số sĩ quan trong đêm trước. Tiếp theo đó, qua đài phát thanh Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho toàn bộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng đầu hàng và chuẩn bị bàn giao căn cứ cho Cộng quân. Mọi người đều rúng động, không khí căng thẳng đến cực độ, sự tật vó vũ vàng. Trước đó có người còn hy vọng Dương Văn Minh lên làm tổng thống là để sửa soạn một giải pháp trung lập hòa giải, chứ đâu có ngờ là ông ta lên làm tổng thống để đầu hàng Cộng quân. Đại tá Nguyễn Đình Vinh được chỉ định thay thế trung tướng đã ra đi, nhằm triệu tập tất cả các sĩ quan có mặt tại Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc và các vị tỉnh trưởng Cần Thơ đến trung tâm hành quân để Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam nói chuyện. Đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Thiếu tướng Nam bước vào phòng họp, mọi người nghiêm chỉnh đứng lên chào. Ông từ từ tiến lên bục cao, xoay mình đối diện với các sĩ quan trực thuộc. Khuôn mặt vẫn đầy cương nghị nhưng ánh mắt thật buồn. Các sĩ quan thân mến, ông nói, như anh em đều biết, đất nước chúng ta đang rẽ vào khúc quanh quan trọng nhất của lịch sử. Chúng ta là quân nhân thì phải tuyệt đối tuân lệnh chính phủ. Vậy tôi đợi các anh lát nữa trở về đơn vị, tùy tiện sắp xếp công việc để bàn giao cho họ. Về phần tôi, mặc dù có sẵn trực thăng, tôi cũng sẽ không đi đâu hết. Nói xong, ông rời phòng họp để về văn phòng. Tôi đẩy cửa bước theo để nói chuyện với ông lần cuối. Ông tưởng ơi, ông đành cam chịu như vậy sao? Tôi vẫn xưng hô kiểu đó khi nói chuyện trong lúc chỉ có ông và tôi. Ông cười buồn, biết làm sao được bây giờ hả anh? Rồi ông im lặng hút thuốc, thở khói nhẹ nhàng, vẻ mặt đăm chiêu. Trước mặt ông là cái gạt tàn thuốc khổng lồ đầy óc. Chắc đêm qua ông đã thức trắng đêm. Trong thâm tâm, tôi muốn đề nghị với ông cùng tìm cách thoát hiểm nhưng tôi không mở lời được, vì biết chắc là ông sẽ từ chối. Một lúc sau tôi đứng thẳng người, kính cẩn chào cấp chỉ huy lần cuối rồi quay trở về phòng. Tôi âm thầm điểm bước chân trên lối đi dẫn về phòng của tôi. Tôi liên tưởng rồi ngày mai đây, cũng trên những bước đi này, bàn chân kẻ thù cũng sẽ chồng lên dấu chân tôi. Cuộc chiến này đã kéo dài bao năm trường, không ngờ lại tàn nhanh đến thế. Lòng tôi đầy bi phẫn, mặc dù tôi không có cách gì để kháng cự, nhưng tôi không cam lòng đầu hàng. Suy nghĩ mãi, tôi thấy mình phải tìm cách thoát hiểm dù phải bỏ mạng trên đường đi. Ý nghĩ này làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi tôi nhảy lên chiếc xe Jeep, lái ngang qua tiểu khu Cần Thơ, gặp Đại tá Huỳnh Ngọc Diệp, một sĩ quan trù bị bạn đồng khóa với Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam để tìm cách thoát hiểm. Tôi đề nghị anh cùng tìm đường thoát hiểm. Ban đầu anh từ chối lời đề nghị của tôi để nhất quyết tự thủ, nhưng sau đó tôi đã thành công trong việc thuyết phục anh cùng nhau tìm phương tiện ra đi. Chúng tôi rời bến Cần Thơ vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 trên một con đò chật hẹp hướng ra cửa biển. Cuộc hành trình đầy cam go thất tản đã đánh dấu sự chấm hết cuộc đời binh nghiệp của chúng tôi trong sự tủi nhục và ê chề. Trên đường vượt thoát, tôi được tin Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Trưởng tướng Lê Văn Hưng và một số bạn hữu đã tự sát hoặc bị cầm tù. Tôi đã nhắm nghiền mắt lại để nén dòng lại trào ra, lòng ngậm ngùi nhớ đến những khuôn mặt thân yêu đó mà trọn đời tôi sẽ không bao giờ quên được.